chào MC Quỳnh Linh với lại Ngọc Lan với toàn thể khán giả. À, chào chị. Chào con rể. Đó. Ngon rồi vô. Nói chung là mẹ thấy cũng được, chứ mà giờ tùy con thôi, chứ mẹ thì chỉ góp một phần thôi. Thôi giờ có ba nói luôn. Ba còn ba thấy sao ba? Ba thấy là thấy được rồi đó. Còn là cái chuyện mà tùy con nha. Nhưng mà giờ tụi nó muốn lấy nhau sớm thì được không? Chừng nào ba gả nè. Ba đồng ý thì ba giờ nào cũng được hết á. À, ba mẹ thì cổ vũ hết mình. Ba mẹ có cho phần nào không? Rồi mời con. Dạ con tên là Võ Văn Thích. Năm nay con 27 tuổi. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê con ở Khánh Hòa. Con làm gì thích? Dạ con là chuyên viên về digital marketing của một công ty chuyên về thiết bị y tế á chú. Thời gian mà buổi tối thì con có làm thêm, bán thêm đồ chơi trẻ em vậy nè. Bán đồ chơi trẻ em nữa? Dạ. Được, vậy là có chí ý chí ha. Dạ. Bây giờ con đang sống ở đâu? Dạ con đang sống ở Thủ Đức. Mời nhà gái. Mời nhà gái. Dạ con chào chú Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn Nam. Em tên là Lê Hoàng Khanh, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang làm kế toán tại công ty HK Group, chuyên cung cấp các dịch vụ logistics. Quê em ở Bình Thuận. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em cũng ở Thủ Đức luôn. Hỏi liền, ở đâu? Em ở chỗ nào Thủ Đức vậy em? Dạ em ở phường Linh Đông á anh. Anh ở ngay chỗ khu đô thị Vạn Phúc á, thì nói chung cũng gần. Dạ. Ừ. Vậy là hợp lý rồi ha. Ơi, mời nhà gái cho tôi biết về ưu điểm, khuyết điểm đi. Ưu điểm của em là nấu ăn ngon. Em còn biết làm bánh. Hôm nay em có đem bánh tự tay em làm để tặng cho bạn Nam. Em vui tính, hòa đồng. Vui tính ha. Có khuyết điểm gì không? Hơi lười. Với lại lâu lâu thì em hay nói xàm. Em, ủa sao chị thấy mấy người mà thích làm bánh, thích nấu ăn là không có lười đâu á? Dạ không, em đam mê nấu ăn nhưng mà em không thích dọn dẹp. Dạ. Cái chuyện mà con hay nói xàm đó con. Dạ. Con ngồi kế bên đúng luôn rồi á, đúng người luôn. Dạ không, con cũng nói xàm lắm chú. Gì? Con không hay nói xàm nữa. Con nói xàm luôn hả? Con cũng lười nữa. Vậy ba đứa mình chơi với nhau đi, đừng chơi với người đàn ông luống tuổi kia. Không ai biết rằng chú cũng xàm hơn tụi con luôn. Nói cho cuộc sống mà đôi khi cũng xàm xàm chút xíu. Dạ. Cho nó vui. Dạ. Bây giờ mình nói chút xíu về đường tình duyên nè. Quen khoảng 1 năm. Chia tay cũng gần được 1 năm rồi. Sao chia tay? Mẹ bạn thì không có, kiểu như không có thích hay tụi con với nhau lắm. Tại bạn còn nhỏ, lúc đó mới 18 tuổi, bạn còn đi học. Mà bản thân con thì hồi đó cũng chưa có đủ quyết tâm để thuyết phục mẹ, hoặc tạo sự tin tưởng cho mẹ bạn để cho hai đứa quen nhau. Giờ quyết tâm chưa? Dạ giờ quyết tâm luôn rồi. Quyết tâm nha. Dạ. Con có điểm mạnh gì, điểm yếu gì nè? Dạ điểm mạnh của con thì con được mọi người nhận xét là hiền, rất là dễ chịu. Đôi khi thì ít nói nhưng mà nếu mà những người mà con quý thì con rất là vui tính và hay chọc hay giỡn. Bên cạnh đó thì con cũng thích chơi thể thao, như con chơi đá banh nè, con chơi cầu lông. Gái thì sao? Tình trường sao? Dạ em có 3 mối tình. Khá ha. Mối tình nào là sâu đậm nhất nè? Dạ mối tình hồi năm lớp 11 là sâu đậm nhất. Trời ơi, tuyệt đẹp, đẹp lắm ha. Kiểu tình yêu gà bông thôi. Nói chung là bên nhà gái về tình trường thì có kinh nghiệm nhiều hơn. Nhưng mà tình yêu gà bông không hả? Hả? À, tình yêu gì? Gà bông. Gà bông là sao? Gà bông là nó... là sao? Nó... Chào em. Tình yêu gì lạ vậy? Tình yêu gà bông là tình yêu tuổi học sinh, sinh viên. Rồi mẫu hình lý tưởng sao? Dạ con thích chị ca sĩ IU á, dễ thương, với lại nói chuyện có duyên như chị Ngọc Lan là được. Nói nghe mình đây dễ thương lắm. Dạ về tính cách thì dịu dàng, đặc biệt là phải hiếu thảo với ba mẹ. Con chào chú Quỳnh Linh. Đủ dịu dàng chưa ạ? Dịu dàng có nè, cũng có duyên ha, trắng trẻo, nói chung là cũng xinh đẹp như ca sĩ vậy đó. Nhưng mà sao con nói xàm lắm hả con hả? Dạ lâu lâu. Không xàm nó vui mà. Em có muốn cái gì ở nhà trai nói đi, chị Lan hỏi liền. Dạ em thích bạn trai ăn mặc lịch sự. Cao. Quá lịch sự. Quá cao. Thơm. Thơm. Rồi để chút con tự kiểm tra. Chú thấy tiêu chuẩn vậy đã đưa ra rồi, còn chút mình cảm nhận con như thế nào. Bây giờ mình đi với ai con? Dạ con đi với lại ba với lại mẹ con. À có ba mẹ luôn. Có ba mẹ luôn. Dạ chào nhà gái. Mình
góp ý coi con rể tương lai mình thấy sao nè. Chào MC Quỳnh Linh với lại Ngọc Lan với toàn thể khán giả. À, chào chị. Chào con rể. Chà. Ngon rồi vô. Nói chung là mẹ thấy cũng được. Chứ mà giờ tùy con thôi. Chứ mẹ thì chỉ góp một phần thôi. Bây giờ có ba nói luôn. Dạ, còn ba thấy sao ba? Ba thấy là thấy được rồi đó. Còn cái chuyện mà tùy con nha. Nhưng mà giờ tụi nó muốn lấy nhau sớm thì được không? Chừng nào ba gả nè. Ba đồng ý thì ba giờ nào cũng được hết á. Ba mẹ thì cổ vũ hết mình. Ba mẹ có cho phần nào không? Dĩ nhiên có. Gái nào mà không cho được. Của chìm cứ nói đầy đủ. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Dạ, cảm ơn cô chú. Rồi, còn nhà trai đi với ai? Dạ, tại ba mẹ ở xa nên con anh dạ em nay đi một mình. Có anh Quyền Linh ở đây ha, đừng lo nha. Miễn sao thơm là được nha. Đúng rồi, miễn gái thơm. Có tiêu chuẩn là thơm đó. Thưa quan viên hai họ, bây giờ chúng ta phải cho đôi trẻ gặp nhau thôi. Mở rào. Đẹp trai lắm em ơi. Hôm nay đến thăm chương trình thì có cuốn sách gửi tặng em. Dạ, cảm ơn. Đây là một cuốn sách của thầy Thích Nhất Hạnh. Thì mình không kiềm chế được cảm xúc á. Những kiến thức trong này thầy giúp em được. Cuốn sách đó tựa đề gì vậy Thích? Sách tên là Giận. Giận? Em cũng hay giận bạn trai. À vậy hả? Vậy nó tặng đúng cuốn sách rồi đó em. À đây là bánh em tự tay làm. Thì ngon quá. Dạ. Anh có thể thử. Thử một miếng thôi. Dạ. Anh cũng chưa ăn trưa nữa. Đây đâu có ăn trưa đâu. Dạ, mời chú Hoàng Linh. Rồi con cứ lo chuyện cho con đi, để nguyên hũ này cho chú. Gì chứ này chú hảo lắm. Rồi mời hai bạn về chỗ nào. Anh có thích chơi thể thao không? Anh kiểu như là ghiền thể thao luôn á. Tuần thì có thể chơi được 7 ngày luôn cũng được. Vừa đá banh, vừa chơi cầu lông. Với lại anh có đi tập gym nữa. Thì trong tuần thì thường là em rảnh rồi những ngày nào? Dạ em rảnh thứ bảy với chủ nhật. Gặp nhau thì em thích đi chơi ở đâu hay là đi chỗ nào? Dạ em thích đi dạo công viên. Anh cũng thích đi dạo công viên. Hai đứa kiểu như hai đứa đi dạo công viên cũng khá là lãng mạn. Dự định của anh thì khi nào mới kết hôn? Sẽ là nếu mà nhanh là 6 tháng, còn chậm là 1 năm. Khoảng thời gian đó để đủ để mình có thể xây dựng cái tình cảm, hoặc là mình có dự phòng về tài chính á, kết hôn nó sẽ phù hợp. Còn em thì sao? Dự định khoảng 2 đến 3 năm nữa. 2 đến 3 năm nữa, không sao anh chờ được mà. Dạ. Đợi khi nào bác sĩ kêu cưới thì cưới. Bác sĩ nha khoa. Bác sĩ nha khoa. Hết hồn. Em thích con trai hay con gái? Dạ em trai gái gì cũng được. Mà em thích con gái. Vì sao lại thích con gái? Dạ tại dễ thương giống em. Còn anh sao? Còn anh sao? Anh thì anh cũng thích con gái. Vì con gái thì cũng dễ thương giống em. Cái bánh hồi nãy em làm nó có đường nhiều không? Dạ có đường nhiều, em đam mê đồ ngọt. Ý là nãy giờ nó ăn đúng đồ ngọt, thì nó nói gì cũng ngọt. Ừ. Nếu mà kết hôn thì ai, em muốn ai là người giữ tiền? Em thì em muốn độc lập tài chính. Ý là của anh thì anh xài, của em thì em xài. Còn rồi hai mình có sẽ có một khoản chung. Nhưng mà cũng phải có một người giữ tiền chứ. Anh thì anh muốn em giữ tiền. Dạ chắc em nhường cho anh. Trời ơi, giỡn được. Trời ơi. Mình là phụ nữ, mình quán xuyến gia đình, cái gì cực khổ mình gánh về hết. Nghe không? Đó, giữ tiền cực khổ lắm, mình hãy giữ đi. Trả lời lại đi em. Dạ, vậy thì em giữ tiền. Em giữ tiền, anh thì anh lo giữ em thôi. Trời ơi. Quá trời quá đất rồi. Mấy cái người này sao mà trẻ con bây giờ yêu nhau sao mà dạng quá. Lời nó ngọt còn hơn bánh ngọt nữa. Ừ. Thích là bước tới nắm tay Khanh. Dạ. Cho anh mượn tay em 30 giây đi. Thì anh thấy em cũng khá là dễ thương.
giống cũng hay giống một người ấy. Giống ai nhiều hả? Giống ai nhiều mà không giống con dâu tương lai của mẹ anh. Ghi lại mấy đứa ơi, lấy sách lấy viết ra ghi lại. Còn em thấy sao, có giống một ai đó không? Dạ giống, giống người yêu tương lai của em. Xong cái tập này là chúng ta có ra xuất bản một cái cuốn sách là 36 kế cua gái. Anh sẽ hát một đoạn ca khúc Ánh nắng của anh. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Rồi, bây giờ em gái thể hiện tài năng của mình đi, nghe nói nhảy được đó. Nhưng mà bạn nam nhảy cùng em. Anh không biết nhảy. Chỉ một vài cái đi. Em chỉ nì ai hua hua ai nì bên sơ bên sơ. Nì ai hua hua ai nì bên sơ lưng sơ. Khó quá bỏ mẹ. Không, tập theo đi, tập chút đi. Nào làm lại nè, tập đi đâu thích. Hai ba. Nì ai hua hua ai nì bên sơ lưng sơ. Rồi vô. Cho lên số hướng nha anh. Bây giờ hai đứa có thể vui, có thể đùa chút xíu. Nhưng đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại, nhắm mắt lại, kiểm tra thật sự bằng trái tim của mình xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Chuẩn bị. Hai bạn chuẩn bị nhé. Một, hai, ba. Hết thời gian. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau đi nào. Nào, đang tay nhau thế này này. Gì? Gì nắm kỳ vậy? Chứng tỏ rằng nó chưa có yêu. Rồi, đang tay lại. Lần nào hết đó. Rồi, đây có hai bác. Xin phép hai bác cho tụi con hẹn hò và tìm hiểu nhau. Nhân dịp có hai bác đây thì cũng con xin phép hai bác cho con với lại Khanh là có thể là tìm hiểu, quen biết, tìm hiểu nhau. Dạ, con xin phép. Dạ, dạ, con cảm ơn. Hai bác mừng muốn chết. Xin phép hai bác không? Không, xin hai bác không hôn. Lý. Dạ, cho con xin phép hôn bạn một tí. Bạn tên gì nhớ không? Dạ, bạn Khanh. Dạ. Hôn một tí thôi hả? Dạ. Đó, thấy chưa? Trời ơi. Thấy chưa? Mẹ số 1 đó. Ôm đi. Đó, trời ơi. Bà Xui hết sảy. Bà Xui này số 1 luôn. Hung vậy người ta nói mình vô tâm quá. Hung vậy như hung con vậy. Nào, nụ hôn nó phải chân thành, nó phải xuất phát từ trái tim chứ không phải hung cho có. Dạ. Thấy không? Dạ. Nào hôn vô má nhẹ nhàng cái nào. Hôn vô má. Đó. Dễ thương á. Thật ra là hai đứa rất là dễ thương luôn. Ở đây là ba má cấm rồi đó, con rể tương lai rồi đó. Đây nãy giờ là có ba mẹ của bạn gái chứng kiến và trao đổi hết rồi. Bây giờ em cũng muốn nói gì với ba mẹ của mình đang coi tivi hay không? Ba má mai mốt con dẫn bạn gái về ra mắt ba mẹ con dâu tương lai. Ba má nhà cũng gật đầu luôn rồi đó. Yeah. Thôi hai đứa cố gắng lên nha. Dạ. Em xin tự giới thiệu, em là Phạm Minh Phương. Em năm nay 25 tuổi và đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Phương làm gì Phương? Em làm kỹ sư thiết kế khuôn dập ô tô. Kỹ sư thiết kế khuôn dập. Thiết kế con gì? Khuôn dập. Khuôn dập ô tô. Vâng ạ. Rồi mời đàn gái. Ủa nhưng mà em làm ở đâu chả nghe được cái tại gì thành phố Hồ Chí Minh. Phương 25 tuổi làm kỹ sư thiết kế khuôn dập ô tô ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở đâu Phương? Dạ em đến từ Bình Phước ạ. Bình Phước nhưng mà làm tại quận mấy? Làm ở Thủ Đức.
Thủ Đức. À, làm tại Thủ Đức mà quê ở Bình Phước. Còn em? Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh, chào anh bên kia. Chào quý vị khán giả, con tên Kim Ngọc, 26 tuổi, đến từ Tây Ninh. Con hiện tại đang làm giáo viên dạy kèm môn toán và môn hóa cấp 2. Ồ, kèm toán với hóa mà cấp 2? Dạ. Wow, sao cầm cái tờ giấy gì vậy? Dạ, con sợ con run quá, con quên nên con viết lại. Vậy dạ. Sao viết dài sọc vậy hả? Cứ dạ. Ghi gì trong đó vậy? Dạ, con ghi mấy cái ưu điểm, khuyết điểm. Trời ơi. Ồ, giống như sơ yếu lý lịch trách nhang vậy đó hả? Như nội dung của chương trình. Rồi, đọc luôn đi con. Thôi vậy sẵn mình đọc luôn đi, cái ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm con là vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, không thích cãi nhau. Khuyết điểm của con là tắm lâu, thích ngủ nướng, nhút nhát trước đám đông, hay để quên điện thoại, không giỏi kiếm tiền. Thật ra con không giỏi chịu được áp lực của công việc. Giỏi chịu được áp lực của công việc. Dạ. Còn nữa, còn gì nữa không? Dạ hết. Hết mà dài sọc vậy luôn á hả? Vậy cũng viết giấy nữa. À, thấy cô kia dễ thương không? Rồi, nhưng mà nói nghe nè, cô giáo có một cái nhược điểm gì không? Hay là cái tính xấu gì không? Ví dụ như là cái chuyện ngủ nướng, ngủ rồi, đó là cái nhược điểm dễ thương thôi. Tính xấu nó giống như là nóng nảy, hay là ghen tuông, hay là bê bối, hay là có không? Dạ không. Không có luôn đúng không? Dạ. Hoàn hảo luôn đúng không? Dạ. Khuyết điểm của con là con kể hết rồi á. Thì chỉ là chút xíu vậy thôi đó đúng không? Dạ. Ừ. Đó, tại vì biết sao không? Phải hỏi để cho bên bạn trai á, bạn hiểu rõ về mình hơn. Dạ. Cưng hiểu không? Mai mốt dạ. Đi gặp người yêu con viết một dọc luôn, muốn hỏi gì, muốn nói gì, tình yêu sao, viết một dọc để tới đó khỏi quên nha. Dạ. Rồi có thích ca hát, ngâm múa, hay là thích làm thơ, hay thích thêu thùa gì không? Dạ, con có làm bài thơ nói về bản thân của con. Ồ, rồi đâu, con đọc luôn đi. Này, con nhờ chú Quyền Linh đọc giùm con được. Trời, nhờ đọc chú hả con hả? Sao đây. Ông có sẵn lòng không? Ông mai mối ơi. Có sẵn lòng luôn. Dạ, trời ơi, thằng gái xinh hả? Để chú con. Rồi, con cứ ngồi đi coi. Thơ phải có kiến mới đọc được. Tính cách người đàn ông. À, cái đó không phải. Ở cái ở dưới hả? À, dạ, đúng rồi. Thấy chưa, không có kiến đọc lộn. Sau đây là bài thơ nói về bản thân của em. Bông hoa nhỏ. Thứ đẹp nhất không phải vẻ đẹp thoát tục, mà là trái tim không tranh giành với đời. Em chỉ là một bông hoa bé nhỏ, chờ đợi ánh nắng duy nhất thuộc về em. Em yêu cuộc sống, yêu người thân của em, và yêu mỗi ngày đầu ngập tràn ánh nắng. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống chính là luôn tin rằng có người mãi yêu em. Trời ơi, bài thơ này là tự làm. Dạ, lộn chữ dạ. Đầu chữ đều đúng không? Dạ. Tao bây giờ vậy nè. Dạ. Thôi, chữ đẹp quá ha. Thôi, cái bài cái, ôi, cái này để đây đi. Lấy cái gì dạ, dạ, dạ. Bây giờ con cứ ngồi đi, con về con ngồi đi. Con dài tùm lum hết chứ nhiều. Trời ơi, chữ cô giáo đẹp quá. À. Theo cô á thì con cứ giữ cái này. Xong chút xíu nữa nếu như mà con mở rào ra đó ha. Ừ. Con nên tặng cái này cho cái bạn trai bên đây. Đẹp quá à. Đúng không? Thôi đừng xếp nữa, nó phí nữa. Thôi dạ, để nó dạ, đi. Dạ, đi. Ơn, dạ. Ừ. Đẹp quá à. Ừ. Ở đằng trai. Ờ để rồi. Tôi coi đằng trai. Đằng trai cũng hương trời sắc nước. Ừ. Thôi nói chung là ngày hôm nay hot boy và hot girl ha. Đúng rồi. Đó thì thấy một cái bạn cảm nhận như thế nào khi mà bạn thấy một cái tờ giấy mà với một cái lý lịch trích ngang ha, nét chữ thiệt là đẹp, thiệt là mong manh, thì bạn cảm nhận cái cô gái bên đây như thế nào? Cảm nhận của con là cô gái đó là một cô gái rất là chu đáo á. Rất là chu đáo, đúng rồi. Cẩn thận, chu đáo, đúng vậy. Yeah. Rồi, bạn có điểm mạnh, điểm yếu gì giới thiệu cho bên đàn gái ta biết luôn đi. Dạ, bình thường thì con rất là tự tin, con nhanh nhẹn với con ham học hỏi. Con ví dụ mà ở trong nhà có đồ gì hư hỏng thì con cũng mày mò sửa được. Giỏi. Còn điểm yếu thì con dễ mất tập trung và hay quên. Hay quên. Dạ. Giống bên kia. Con nãy quên mất ra đây phải chào rồi. Quên mất chào. Giờ chào đi con. Dạ. À, con chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân và chào tất cả quý vị khán giả. Như là rất là cái hay này, quên luôn. Ừ. Cái này mà về gặp bà già vợ mà quên chào là mệt lắm nha. Ừ. Về nhớ đi sang bàn vô. Không biết đâu rồi là mệt lắm rồi đó. Rồi, không sao đâu. Nói chứ
lâu lâu mình quên chút không sao, nhưng đừng để quên nhiều quá. Không biết bạn bên kia tên gì không? Quên bạn bên kia tên gì luôn rồi. Con nói lại cho một cơ hội cho bạn đó nhớ từ đến cuối giờ nè. Dạ, em tên Kim Ngọc. Kim Ngọc. Kim Ngọc nhớ dạ. Nha, Kim Ngọc nha. Đó. Rồi. Bên đây là Phương nha. Nhưng mà nghe cô hỏi nè. Dạ. Thế lý do gì mà năm nay tụi con mới có coi như con cũng 25. Có 25. Ừ. Dạ. Mà con lại có mặt ở bạn mối hẹn hò. Dạ. Con nghĩ là khi mà lúc con còn trẻ thì con sau này con nghĩ sẽ gặp được nhiều người hợp với mình, nhưng mà rốt cuộc thì nó không xảy ra. Không xảy ra. Dạ, tức là kiếm hoài mà không ai hợp hết. Thiệt luôn á hả? Dạ. Rồi con nghĩ là hôm nay con có tìm được cái người hợp với mình không? Dạ, con mang hy vọng lớn đến đây ạ. Uh-huh. 25 tuổi con có mấy mối tình rồi Phương? Dạ, con trải qua 2 mối tình. À, 2 mối rồi chứ bộ. Dạ. Thì đó, 2 mối mới thấy không hợp á rồi. Hốt hoảng, anh sợ anh ế. Mà anh mới có 25 tuổi thôi à. 25 tuổi mà trẻ quá mà. Ừ. 2 mối dài nhất là mấy năm? 2 năm chú. Mối ngắn nhất là? Ngắn nhất là được 2-3 tháng thôi. Trời ơi. Lần đầu ạ. Mối tình đầu 2-3 tháng. Dạ. Mối tình kế tiếp là 2-3 năm. Vâng ạ. Nhưng tại sao lại chia tay? Dạ, do khi mà học xong rồi ra trường thì xảy ra nhiều vấn đề rồi. Hai bên bất đồng quan điểm rồi. Không đồng quan điểm nha. Bất đồng quan điểm. Thực ra là với một người thanh niên 25 tuổi thì cái quan điểm nó cũng chưa phải là bất di bất dịch lắm đâu. Cho nên là có thể là con sẽ gặp một người nào đó, cái tình yêu, cái tình cảm nó đủ lớn để mà con cảm thấy cần phải đồng quan điểm với người mình thương. Chúng có thể sẽ thay đổi. Bày tỏ cái quan điểm của mỗi đứa cho hiểu nhau nhiều hơn nha. Còn con thì sao, mấy mối tình rồi? Dạ, con chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào dạ. Luôn. Thậm chí là yêu đơn phương cũng chưa có luôn. Dạ đúng rồi. Vậy đó hả? Dạ. Wow. Vậy là cái người bạn trai mà con mong muốn sẽ phải như thế nào? Dạ, con nghĩ là một người đàn ông nam tính, không hút thuốc, ít uống rượu thôi. Điềm đạm, có bản lĩnh, chân thành, giỏi kiếm tiền. Chân dạ. Thành, giỏi kiếm tiền. Có cần đẹp trai không? Đẹp trai. Con thì con thích ngoại hình giống cái anh này. Tại con nghe cô Hồng Vân nói giống cái anh này 20 năm trước, cho nên con thích ngoại hình giống anh này. Ông mối ơi, kiếm giùm cái người đàn ông giống vậy đi. Đâu? Coi cái bên đàn trai có không? Có hình luôn hả? Có hình luôn. Yeah. Ai mà quen quá vậy ta? Thì cái tôi thấy cũng quen lắm luôn á. Ngày xưa ấy, thanh xuân ấy, giờ còn đâu. Để đi coi mặt coi. Trời đất ơi. Nó khác một trời một vực. Nhưng mà nói nghe nè, ông can cái mặt ông vô bên kia là thấy là giống hơn á. Ông tin ông thử coi. Biết ai không? À, nhận ra rồi. Chú. Đó, mà để nè, để xác con thấy giống hơn á. Trời ơi, không ngờ hồi xưa tôi cũng đẹp trai vậy ta. Thế bây giờ nè, con đẹp trai hơn, yên tâm con trắng trẻo hơn chú ha. Bây giờ nè, bây giờ ý là con muốn cái mẫu hình lý tưởng giống như vậy, đúng không? Dạ. Nhưng mà giống như thời điểm này hay là cái thời điểm cái hình? Dạ, thời điểm cái hình, như con nói là 20 năm trước. Thời điểm cái hình như thế là cái hy vọng của con có nha. Dạ. Nha. Bên đây cũng đẹp dạ, trai. Cảm ơn. Dạ. Đẹp trai nha con. Dạ. Không thấy đùa đâu, đây là hot boy đó. Hồi xưa chú là hot dog á. Ý, hot boy luôn chứ. Dạ. Trời ơi, hình nào cưng, cứ ghét đi sợ luôn. Rồi nè, rồi lý do sao mà con tham gia chương trình này vậy? Tại vì mẹ con nói là trong cuộc sống mình nên cho chính mình một cơ hội, biết đâu được một cái điều tốt đẹp gì đó sẽ đến với mình. Dạ. Là mẹ nói như vậy. Dạ. Thế là con quyết định tham gia cái dạ. chương trình này để tạo cơ hội cho mình, đúng không? Dạ. Tại sao con xinh đẹp như thế này, nghề nghiệp lại ổn định như thế mà ở ngoài đời con không tìm được người nào mà con cảm thấy phù hợp với mình sao? Tại vì con thuộc người con gái là hơi truyền thống một chút. Ít đi ra ngoài, ít giao tiếp với mọi người. Và con nghĩ là các bạn nam bây giờ thì thích người con gái là hiện đại ra ngoài xã hội nhiều hơn là người con gái truyền thống. Nhưng mà con là rất tôn trọng những người phụ nữ đi làm bên ngoài xã hội như các chị của con. Rồi bây giờ thế này nè, mình hỏi ý kiến người thân đi coi làm sao. Đúng rồi. Mình cho hai trẻ gặp mặt đi. Ừ. Rồi hôm nay con đi với ai nè? Dạ con đi với chị của con. À rồi mời chị. Rồi mời chị cho ý kiến rồi. À.
Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, dạ, chào chị Hồng Vân và chào khán giả ở trường quay. Dạ. Ngọc thì từ nào giờ bạn đó nhút nhát với khép kín lắm, nên bởi vì từ đó giờ cũng chưa có quen ai vậy. Theo chị thì chị thấy bạn trai bên đây cũng hiền, nói chuyện cũng dễ thương. Chị nghĩ là em nên cho bạn bên đây một cơ hội. Dạ, để hai em tìm hiểu nhau. Không phải nhút nhát đâu, vấn đề đi tìm cái hình tượng mà mình chưa có. Mà hình tượng này cũng khó tìm lắm á. Dạ. Không nhát đâu. Ai? Ai, chị có ý kiến gì không? Không rồi, em trai đi với ai? Dạ, con đi với mẹ với ba người bác ạ. Bác à, Yến, bác Mỹ với mẹ, bác ha. Mai ạ. Rồi, xin mời cô có vài ý kiến nè. Dạ, con chào bác. Xin chào hai MC má tay. Dạ. Xin chào các chị. Xin chào bên là gái. Dạ. Tôi là bác gái của cháu Phương. Hôm nay cháu được chương trình mới đến đây thì kiếm một người bạn cũng chúng tôi rất là ở xa, ở mãi Bình Phước á. Dạ. Thì lên đây rồi cũng muốn cho cháu kiếm được một người bạn để kết bạn trăm năm cho nó vững bền. Dạ. Cho nên là cả mẹ cháu đây nữa, thấy cháu đây cũng đẹp, cũng xinh, dễ thương, giống mẹ chồng, cao cao giống mẹ chồng. Dạ. Thì bác nói với Phương là cháu gái bên này, em gái bên này coi cũng được đấy, thì hơi cháu cứ tiến tới từ từ đi, rồi ra mà mai mốt rồi hai người để rồi mình tính tới tiếp nữa đó, tìm hiểu nhau rồi tính tới hôn nhân cho nó tốt đẹp. Dạ. Cảm ơn. Con mẹ sao mẹ ơi, nói câu đi, mẹ thấy dạ, sao? Chào, chào MC Quyền Linh, chào MC Hồng Vân và chào toàn thể quý vị trong trường quay. Tôi tên là mẹ của cháu Phương. Tôi thấy hai cháu gái bên đây cũng xinh cũng hiền, còn về tìm hiểu thì do hai cháu quyết định. Dạ, rồi dạ. Cảm ơn mẹ. Rồi, cảm ơn gia đình đàn trai. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Đúng rồi. Thằng kéo rào lịch đó đi. Cho bạn hiểu kỹ về mình hơn. Bắt đầu đi Phương. Rồi đó, quay qua nhìn nhau nào. Rồi, tặng quà cho nhau đi. Trời ơi. Anh có cái cây này là vật dụng mà anh đặt trên bàn làm việc tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, rất là dễ thương. Dạ. Có ý nghĩa gì với cái cây này không? Dạ, con thường xuyên đặt mấy cái cây như vậy trên bàn làm việc và nó rất là thân thuộc với con nên con muốn tặng cho bạn. Dạ. Đến với chương trình em cũng có món quà tặng cho anh là chiếc đồng hồ để bàn. Dạ. Cảm ơn em. Với nghĩa là cho dù thời gian có thay đổi, anh vẫn lưu giữ khoảnh khắc ngày hôm nay. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Hai bạn đều tặng một cái món để bàn á. Rồi con cất cái đó đi. Rồi, chúng ta cảm nhận về nhau đi, lần đầu tiên các bạn gặp mặt đó, sau hai mươi mấy năm đó. Có bạn này thôi. Dạ. Bạn gái thôi. Con nói trước hả cô? Hả? Nói chung là như vậy nè. Dạ. Hồi nãy cô nhìn trong đôi mắt của con là Phương đúng không? Con tên Ngọc. Ngọc dạ. Kim Ngọc. Cô nhìn trong ánh mắt của con á, là cô cảm giác là bé Ngọc á, là rất là một cô gái rất là mộng mơ nè ha. Bạn tức là bạn rất là hồi hộp khi mà bạn chuẩn bị bạn quay ra bạn nhìn cái bạn nam qua rào đó, trong đầu của bạn chắc là bạn sẽ nghĩ là không biết cái người đó như thế nào, có đúng với là cái điều mình mong muốn hay không. Thì bây giờ con nói thử xem là bạn này có giống như trong cái đầu óc con hình dung không? So với cái phiên bản Quyền Linh đó thì được bao nhiêu phần trăm? Chú Quyền Linh để lại một lần nữa đi chú. Để xin mượn cái tấm hình đó để kế. Dạ đúng rồi. Chắc 70%. 70% đúng không? Đúng như cái đầu, như vậy là giống như trong đầu rồi. Con suy nghĩ không? Dạ. Đó, thì con nói cái cảm xúc của con khi mà con mới gặp bạn cho bạn nghe đi. Cho anh. Lộn, cho anh.
Dạ, con thấy anh cũng được. Rung quá, rung quá. Anh đẹp trai không? Dạ, thua chú Huyền Linh hồi đó anh xíu. Thua tôi chú Huyền Linh xíu thôi, con đừng lấy lòng Huyền Linh làm gì hết. Dạ. Bây giờ cứ thẳng thừng lật bài ngửa ra. Dạ. Hồi xưa cái hình đó là tẩy trắng đó con. Chứ dạ, còn ngoài đời ổng cái thời điểm đó, con biết ổng giống như là cái cục ngọc đen vậy đó, con hiểu không? Dạ. Xưa chưa có Photoshop nha. Dạ. Thôi, cảm nhận đi. Sao nè, hai đứa nói chuyện đi, con hỏi đi. Cảm nhận đầu tiên thì con nói là con thấy cô gái rất là dễ thương, trên sức tưởng tượng của con. Trên sức tưởng tượng đúng không? Vâng ạ. Với bạn gái chưa từng có người yêu luôn đó con. Dạ. Cho nên cái cảm xúc của bạn hôm nay thực sự là rất là rung và rất là hồi hộp. Dạ. Thành ra con phải là cái người mà gọi là chủ động. Dạ. Để con hỏi bạn. Con mà giờ bước qua nắm tay của ông xỉu thua. Con muốn hỏi là cái em với kiểu, anh à, anh muốn hỏi là kiểu tình yêu lý tưởng của em là như thế nào? Em nghĩ tình yêu lý tưởng là giúp hai người hoàn thiện lẫn nhau. Tại vì trong trong khái niệm của anh thì có kiểu như là mới gặp đã yêu, rồi thân thiết lâu rồi yêu. Dạ. Rồi hoặc là theo đuổi nhiều quá nên yêu. Dạ. Em thích kiểu nào? Em chưa suy nghĩ mấy cái kiểu tình yêu đó nên em chưa trả lời được. Dạ. Là con thích như thế nào? Con thích gặp cái là con cảm thấy có cảm tình liền. Con gặp bạn này con có thấy cảm tình liền không? Cái đó là con muốn là thời gian chứng minh được cái điều đó, chứ có cảm tình liền là con chưa có. Ủa, nhưng mà ít ra là một cái cảm xúc gì đó chứ. Khi dạ, mà mở cái rào ra thì con cái cảm xúc của con đối với bạn như thế nào? Dạ, con thấy anh là hiền và cũng được 70% đẹp trai. Dạ. Con chỉ cảm nhận được như vậy. Vậy thôi hả? Dạ. Con có thiện cảm với anh không? Dạ có. Ừ, có. Dạ. Vậy là cái bóng của Nguyễn Linh quá lớn. Nữa. Cái bóng của Nguyễn Linh quá lớn, tôi giận ông ghê luôn á. Con hỏi đi, con hỏi tới tấp cho con. Dạ. À, nếu như mà sau chương trình này mà cả hai chúng ta bấm nút chọn thì em có muốn tối nay đi chơi không đâu? Dạ, tối nay em có việc bận rồi nên em không đi được. Dạ, em có kế hoạch khác rồi. Vâng. Em cũng muốn nhưng mà tiếc quá, em có kế hoạch khác vậy. Bữa khác, theo đuổi. Dạ. Theo đuổi hoài, hẹn bữa nay không được, hẹn bữa kia, bữa kia không được, hẹn bữa kia, kia không được, bữa kia nữa. Dạ. Hẹn chừng nào được thì thôi. Đã yêu là phải hẹn, cố gắng hẹn cho bằng được. Con phải đề ba từ đầu đó con. Bây giờ Phương á, Phương cảm nhận cô gái đối diện thế nào? Nói đi Phương. Thì con nói là dễ thương trên sức tưởng tượng của con rồi. Cảm giác Phương lòng dạ, với lại, thế nào rồi? Là một cô gái rất là chịu dàng và tốt bụng. Con có cảm giác như vậy. Dạ. Bây giờ Phương thử hẹn hò đi. Coi một tuần mình gặp được mấy lần. Mình thử xem bàn bạc với nhau. Em làm việc ở thành phố hay là ở quê? Dạ, ở em làm việc ở Tây Ninh. Anh làm việc ở Thủ Đức. Em ở Tây Ninh, từ Tây Ninh xuống đây xa không? Dạ khoảng chắc là 60 mấy cây á. Dạ. Em có gần núi không? Dạ không, em không gần núi, em ở Hòa Thành. Anh không biết chỗ đó. Cũng gần thôi em. Dạ, nói rồi. Vậy thôi chứ qua thành phố Hồ Chí Minh, qua Củ Chi là tới rồi. Dạ đúng. Không có xa đâu nha Phương. Vâng ạ. Đừng có mà xa cũng kệ, yêu mà càng xa lại càng yêu, có gì đâu phải sợ. Phương hỏi bạn đi, bạn thích gì? Em thích màu gì? Dạ em thích màu hồng phấn. Anh thích màu tím. Dạ. Không, con thích màu tím chứ con không xài cái gì màu tím hết. Chú Linh thích màu tím mà con. Dạ. Chú Linh cũng thích màu tím lắm. Chú thích màu tím mà chú không mặc màu tím. Đúng rồi, bạn này cũng vậy nè, bạn rất thích màu tím nhưng mà không sử dụng đồ màu tím. Màu tím là chú tím rệm luôn á. Tại vì mỗi nhìn màu tím mình cảm thấy thoải mái, con thích. Tại vì màu tím cũng là màu chung thủy. Anh nghĩ anh cũng là một người chung thủy. Tại vì bình thường mà ăn món gì ngon là anh sẽ ăn hoài. Dạ. Quan điểm về tình yêu của hai đứa thế nào, trao đổi với nhau nghe đi. Quan điểm tình yêu của anh là phải nhắn tin nói chuyện vui vẻ trước tiên. Sau đó rồi mới tới mấy cái chuyện như là cao ráo này kia. Gái sau. Quan điểm tình yêu của con thế nào, nói cho anh nghe đi. Dạ hồi nãy con có nói là quan điểm tình yêu con là giúp hai người hoàn thiện lẫn nhau, bổ sung cho nhau.
Rồi quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào? Cái đó thì hai người phải yêu nhau trước rồi mới tới quan điểm hôn nhân gia đình. Này cũng có đọc sách rồi nè, chứ chưa trải nghiệm đâu, đọc sách thôi. Ê dạ. Rồi bạn trai nói chứ mà cô gái đi, hôn quan điểm hôn nhân gia đình của mình thế nào? Nói gia bạn gái nghe đi. Dạ con cũng thích ý tưởng là hoàn thiện lẫn nhau đấy. Vâng, con thì chưa có kinh nghiệm yêu đương nhiều lắm. Nên bình thường thì con cũng tự hoàn thiện bản thân con trước đã rồi. Anh cũng tự hoàn thiện yeah. bản thân anh trước rồi bắt đầu mới mong muốn họ hoàn thiện bản thân của họ. Tại vì nếu mà mình ép người ta hoàn thiện bản thân họ thì rất là khó, yeah. dễ mất lòng lắm. Yeah. Rồi nói như nếu hai đứa có một cuộc tranh cãi với nhau thì ai sẽ là người xuống nước, ai sẽ là người xin lỗi đó, bàn với nhau đi. Nếu mà cãi nhau chắc anh giỏi xuống nước lắm. Tại vì anh nhịn giỏi, tức là nghe cãi thì con cũng hay quên. Trừ hài rồi con cũng quên à, nên cũng không để bụng lâu ngày. Dạ. Em cũng tính nói là em sẽ nhường. Hai đứa nhường hết luôn vậy đó hả? Tại vì bạn này là hồi nãy bạn có nói là cái điểm mạnh của bạn là bạn rất là chịu đựng. Bạn chịu đựng được dạ, hết. Không thích cãi nhau. Con cũng vậy, con thích cãi nhau. Nhưng mà ví dụ mà họ cãi thì con im lặng rồi con nghe xíu rồi. Nhưng mà con phải tập trung nghe chứ không họ cãi họ sẽ chửi lâu lắm. Mình phải mình mà kiểu như mặt trơ trơ lên là họ bực vợ họ chửi lâu lắm. Mình phải mặt nhăn thấu hiểu. Xong rồi họ sẽ cảm thấy là mình hiểu rồi họ sẽ ngưng lại. Mình nghĩ một chút về tương lai đi. Sau này nếu mà mình có góp gạo thổi chung á thì mình sẽ có thích con trai hay thích con gái, rồi kinh tế ai quyết định, bàn luôn đi các bạn. Em nói trước đi. Con chưa biết là cái người này có phải là chồng của con hay không, nên con không có trả lời được là con thích con trai hay con gái. Không, mình cảm nhận đi, bây giờ mình tưởng tượng đi, nếu sau này có một gia đình mình sẽ thế nào để mình cùng trao đổi quan điểm với nhau đó, để mình mới hiểu nhau nhiều hơn chứ. Bây giờ con trai thì mạnh mẽ, con gái thì dễ thương, con cái là y chang, mình không quyết định được. Ông trời cho mình sao thì mình cho mình người nào thì mình thương người đó. Anh thích rồi. Con gái. Em có khó khăn trong việc ví dụ sau này mà lập gia đình thì phải ở, bắt buộc phải ở đâu không? Dạ, cái đó là tùy thuộc vào tình cảm của người ta thương mình bao nhiêu thì mình sẽ đi chơi, là ở đâu không quan trọng, người ta thương mình nhiều hoặc là mình có thể cảm nhận được điều đó là được rồi. Anh có em giống quan điểm của anh. Anh thì anh nghĩ là khi mà mình quen nhau rồi, khi mà mình có nhiều tình cảm rồi thì bên nào mà thuyết phục hợp lý hơn thì mình theo bên kia. Dạ. Còn nếu mà ngang ngược thì chắc cũng không có nhiều tình cảm được. Dạ. Rồi, có thể hát tặng bạn gái bài đi. Dạ. Bước tới cho nó gần. Có đứng dậy không chú? Đúng vậy, bước dạ. tới gần đó. Nào, nhìn nhau mà hát. Con nhớ lời chứ. Truyền cảm xúc cho nhau. Con muốn dành tặng bạn Minh Ngọc bài Lời Yêu Thương. Dạ. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố, có cô em tung tăng đôi môi cười hoa nở và mặt trời của miền nhiệt đới buông trên vai em trần, cho anh mơ màng anh muốn được cùng em về vùng biển vắng. Mình sẽ sống những ngày dài chết rồi. Những ngày cái này con nghe, tập nghe, một nghe. Tuần rồi đấy mà vẫn thất bại vậy. Con hát một rất cái lưỡi đâu mày. Nghe được nắng dưới bóng dừa lả lơi được. Dạ. Rồi nào mình đứng lên mình đối đáp lại đi con. Bây giờ con chỉ biết làm thơ thôi, hồi nãy chú Quyền Linh đọc giùm con là con hết rồi. Gì nữa, tôi đọc nữa hả? Bây giờ hồi nãy chú đọc rồi. Tức là bạn chỉ biết làm thơ thôi, nhưng anh mà muốn, cái bài đó là chú Quyền Linh đọc rồi. À vậy à. Cho nên là thôi con có đó. Có bài thơ nào tự đọc không? Dạ, bạn nó muốn con đọc thêm lần nữa thì dạ. con... Đây, xong rồi tặng bạn cái này luôn đi để bạn về bạn nghiên cứu. Dạ. Bài thơ này là nói về bản thân của em. Có tựa là bông hoa nhỏ, thứ đẹp nhất không phải vẻ đẹp thoát tục, mà là trái tim không tranh giành với đời.
Em chỉ là một bông hoa bé nhỏ, trời đợi ánh nắng duy nhất thuộc về em. Em yêu cuộc sống, yêu người thân của em và yêu mỗi ngày được ngập tràn ánh nắng. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống chính là luôn tin rằng có người mãi yêu em. Cái gì dài anh sao quá trời là cái gì vậy? Dạ, con viết cái giới thiệu về bản thân con. Dạ. Rồi dài dữ vậy đó hả? Chút xíu tặng bạn. Tặng bạn đi. Dạ. Tặng luôn đi để về nghiên cứu. Dạ. Hoa này em vẽ hả? Dạ, cái đó... Này tập đã có sẵn rồi. Dạ, đúng con... rồi. Chữ thôi, chữ đẹp ghê không? Chữ đẹp quá. Đó. Đó. Dạ, rồi. Con cảm ơn. Nhưng mà... trở về ghế ngồi đi nào. Đúng rồi. Bây giờ đã cho hai trẻ nó đã cảm tìm chú... hiểu kỹ về nhau chưa nè. Rồi á, coi nút bấm chờ đợi nè. Ngồi đi con. Bây giờ chúng ta sẽ để tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. Bên tay trái Phương con, tay trái Phương. Bên tay phải, phải của con. Đúng rồi. Sẵn sàng để tay nút bấm. Nhắm mắt lại các bạn. Chúng ta có 30 giây để kiểm tra lại con tim của mình, xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không, trái tim mình có rung động hay không, đây có phải là một người có thể cùng mình đi suốt cuộc đời còn lại hay không. Kiểm tra thật kỹ các bạn nhé. Nếu thật sự chúng ta bấm nút, bởi vì khi chúng ta bấm nút thì chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Mình đang đối diện với bà con khán giả, đặc biệt là đối diện với gia đình hai bên, cha mẹ của mình, không dối con tim của mình được đâu nhé. Tình yêu là phải thật sự rung động. Nào, suy nghĩ cho kỹ. Sau 3 tiếng đếm. Bắt 1 đầu. 2 3 Hết thời gian. Wow. Bấm rồi. Làm như Ngọc hồi hộp quá. Yeah. Bây giờ chính thức mình đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau nào. Yeah. Và nói gì với gia đình đi. Hồi hộp quá hả con? Phương nói đúng trước đi nào. Tay của em ấy lạnh quá. Phương nói gì gia đình đi. Yeah. Xin phép gia đình là chúng con bắt đầu từ giờ sẽ cho con hẹn hò với nhau. Và con hứa điều gì đó. Vâng, như lời chú Quỳnh nói thì con cũng xin phép chị đây với gia đình bên này. Bố mẹ đang xem truyền hình, con nhìn thẳng nó đi thôi. Dạ, con xin phép mà cô chú cho con được tìm hiểu bạn Ngọc. Bà hứa gì để cho cô chú tin chứ? À, con hứa sẽ chân thành, nghiêm túc ạ. Đó, rồi, xin phép luôn. Xin phép hôn nụ hôm đầu tiên luôn đi con. Anh không được không? Không, bây giờ là có mẹ đây nè, thấy không? Dạ. Đó. Dạ. Có mẹ nói gì Ngọc. Đi. Dạ, con chào bác. Đó, chào các dì. Dạ, con chào các dì, các cô ạ. Hôm nay tụi con có duyên gặp ở đây. Bác với dì gọi là cổ vũ tụi con, ủng hộ con để con tụi con sớm đến với nhau. Dạ, hy vọng bác với dì ủng hộ tụi con. Nó đang rung quá rồi mấy chị. Rung quá. Tội nghiệp. Rồi con xin phép cho đưa hôn bạn mà. Đi. Phương á. Xin phép chị cho em hôn bạn gái. Trời ơi. Nụ hôn đầu tiên của bé Ngọc đó. Đầu tiên đó. Ngọc rất là yếu đuối trong tình yêu đó nha. Hèn thùng nó mắc cỡ. Rung mà tay nắm chặt ngắt luôn kìa. Không, tại tay bạn lạnh nên con muốn làm cho bạn ấm. Tay lạnh. Hai tay bạn lạnh. Đều nắm chặt hết trơn. Linh, tay lạnh ngắt tay lạnh. Luôn á trời. Lạnh ngắt rồi. Bây giờ nó lên tới 70 nữa mà tới 100% rồi. Thôi chúc hai con hạnh phúc nha. Cố gắng vun đắp trong mối tình này. Lần đầu tiên gặp mặt và lần đầu tiên cũng thật là ấn tượng ha. Hai đứa đều là trai tài gái sắc hết đó nha. Cố gắng. Nhất là Phương yêu nhau nè. Thật nhiều nha. Phương là đã có chút xíu kinh nghiệm trong tình trường rồi. Dạ. Còn Ngọc là còn tinh khôi, thành ra là con phải nâng niu em nghe không? Chỉ dạy cho em.